Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, xin mời quý vị và các bạn là cái quản lý nguồn thông minh. Đây là ông vua của quản lý nguồn trên thị trường hiện nay. Ông vua quản lý nguồn. Vâng, đó là thương hiệu WeWork. Mã là SR232S, dòng của Mỹ. Vì sao nó lại là ông vua? Vâng, bên em hôm nay về cũng khá là nhiều. Vâng, bên em về khá là nhiều. Thì hôm nay bên em quay lại review sản phẩm. Bên em cũng bán cũng khá là nhiều cái dòng này. Thì hôm nay bên em lại về số lượng khá là tốt và giới thiệu đến các bác. Vâng, vì sao lại là ông vua quản lý nguồn? Vâng, vì cái dòng này nó được tích hợp rất là nhiều tính năng mới. Rất là nhiều tính năng mới. Và đặc biệt là xử lý bằng núm vô cực thông minh. Đây ạ. Dòng ngoằm thực hiệu WeWork mà là SR23S. Trên mỗi một cái quản lý nguồn như thế này, nó sẽ có một chính cái ổ cắm. Chính ổ cắm. Và một cái em đang bật, giới thiệu đến các bác ạ, một cái em đang bật. Chính ổ cắm, 8 ổ cắm phía đằng sau. Đây ạ, em quay ra đằng sau đây ạ. Để chúng ta dễ quan sát. Vâng, 8 ổ cắm phía đằng sau đây ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tương ứng với 8 cái số ở trên màn hình đây ạ. Đấy, từ 1 đến 8 sẽ quản lý được 8 cái ổ cắm phía sau. Đặc biệt cái dòng quản lý nguồn thông minh này, nó có cái màn hình hiển thị LCD, hiển thị tất cả các chế độ. Hiển thị tất cả các chế độ. Và đặc biệt là cái này có thể cài đặt được ngày giờ. Và nữa bên em sẽ cài đặt. Chúng ta đôi khi là lười nhìn điện thoại thì chúng ta có thể nhìn cái đồng hồ ở trên cái quản lý nguồn này. Nó sẽ lưu cho chúng ta những thao tác. Và đặc biệt cái này, nó có thêm một cái automat. Để khi mà chập cháy ở đâu đó, nó sẽ tự ngắt. Vì thế nó bảo vệ thiết bị chúng ta rất là an toàn. Vâng, với dàn thiết bị âm thanh nhiều như thế này, nó không có quản lý nguồn thì thật sự là rất là nguy hiểm, vì nó chập cháy bất cứ lúc nào mà nó không tự ngắt được. Như cái dòng quản lý nguồn ngày xưa, quản lý bằng cơ không có automat thì nó chập cháy thì vẫn cứ chập cháy thôi ạ, mà nó không tự ngắt được. Vì thế mà cái dòng thông minh này được sinh ra để hỗ trợ cho cái dòng cổ điển ngày xưa. Và nhìn hình dáng thì rất là đẹp, làm bằng cái khung, các cái khung thép rất là chắc chắn, và mặt trước đây là màu đen bằng nhôm phay màu đen, xước rất là đẹp, dày. Ở hình dáng thì rất là bắt mắt, nhìn rất là thời thượng ạ. Đây là núm nguồn thông minh ạ, rất là thiết kế cũng rất là đẹp. Và sau đây em sẽ đi vào cái chi tiết. Đặc biệt ở đây nó có một cái ổ link trực tiếp, đây là ổ cắm thứ 9 link trực tiếp mà chúng ta có thể cắm xuống cái ổ cắm khác mà nó không đi qua quản lý nguồn, nên link trực tiếp. Còn 8 ổ cắm phía sau này nó sẽ được quản lý bởi 8 cái bám 8 cái số trên màn hình hiển thị LCD ở giữa đấy ạ. Vâng, nó tắt nguồn như thế nào thì bây giờ em sẽ tắt đi. Và nó sẽ tắt từng kênh một, nhờ độ trễ từng kênh nó khoảng 3 giây. Nó tắt từng kênh một. Và đây sản phẩm chính hãng các bác nhé. Đây là sản phẩm chính hãng luôn ạ. Các bác yên tâm. Không lo có hàng nhái đâu ạ. Vâng, thì quản lý nguồn nó sẽ bật từng kênh. Đó, nó bật lần lượt. Đó, bắt đầu nó lên từng kênh một đấy ạ. 8 cái này sẽ tương với 8 của cắm phía sau đây. Nói chung là các cái chân đồng được mạ đồng, được làm bằng đồng nguyên chất, rất là dày. Và các cái khe cắm này không bao giờ nó bị giã đâu ạ. Cắm rất là chắc. Đồng nguyên chất đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn soi kỹ ở bên trong rất là vàng, óng luôn ạ. Đặc biệt đây là dòng của Mỹ. Các bạn yên tâm. Đây thì bây giờ em sẽ đi vào cài ngày giờ. Đó, chúng ta có thể tắt từng kênh một đây này. Đó, tắt từng kênh một khi mà chúng ta không muốn sử dụng cái cổng nào đó. Đó, bây giờ em vào cài đặt đây nó còn... Đây, em chuyển sang tiếng Anh cho nó dễ vì cái hàng này hàng châu Âu. Đó. Ngày giờ. Thì bây giờ là ngày 13. Em sẽ chỉnh cho các bác. Đó, chúng ta có thể chỉnh ngày giờ rất là tốt và nó sẽ tự lưu. Nó sẽ lưu cho chúng ta khi mà chúng ta server vào. Đó, chỉnh bằng núm vô cực. Rất là tiện lợi. Là ngày 3 tháng 8 năm 2019. Đó.
Vâng, bây giờ là 11:10. Núi vô cực này nó có thể làm tất cả những thao tác rất là dễ dàng. Đó. Ok, sau đó chúng ta lưu. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Là tất cả những cái mà chúng ta cài đặt thì nó lưu. Ok, chúng ta cứ ấn đó. Ok. Bây giờ là đã lưu, bây giờ là ngày 13 tháng 8 năm 2019 lúc 11 giờ 10 phút. Đó là cái tiện lợi của cái quản lý nguồn mà được thiết kế những cái tính năng mới. Đó thì bên em về khá là nhiều để giới thiệu đến các bác. Bên em cũng có nhiều rất là nhiều video giới thiệu sản phẩm này. Hôm nay thì em review lại để giới thiệu đến các bác làm có những bác chưa cập nhật được và có những bác cũng chưa xem được cái video quản lý nguồn của bên Zika Audio. Và tất cả các bác mua cái quản lý nguồn bên Zika Audio, bên em sẽ setup toàn bộ đầy đủ ạ. Toàn bộ đầy đủ, các bác về chỉ việc kết nối các cái tín hiệu của các cái thiết bị âm thanh. Vâng, thì điều đặc biệt mà em muốn nhắc các bác là kênh số 8 này các bác nhớ cắm âm ly hoặc là cục đẩy công suất để khi mà nó mở, nó sẽ mở cái cục đẩy hoặc là âm ly cuối cùng. Nó tránh cho chúng ta cái, những tiếng gây lạ xạo khi mà loa chưa hoạt động ổn định hoặc là những thiết bị chưa hoạt động chưa nó chưa đều. Khi nó tắt thì nó sẽ tắt từ số 8 trở xuống số 1 thì nó tắt cục đẩy công suất hoặc là cái âm ly đầu tiên. Đó, để tránh khi mà những thiết bị nó chưa hoạt động ổn định và nó gây ra những tiếng rất là khó chịu. Đó là cái tiện lợi em muốn hướng đến các bác là số 8 nhớ là cắm âm ly hoặc là cục đẩy công suất. Vâng, với bộ dàn như thế này mà bên em không dùng quản lý nguồn thì đôi khi dập cháy rất là nguy hiểm. Vâng, cái này có thể kết nối cho điện gia dụng rất là tốt như các cái quạt hay là những cái thiết bị gì đó mà các bác muốn quản lý nó tốt thì các bác cũng có thể hỗ trợ cho các đồ gia dụng. Vâng, đó thì là cái tính năng mới trên cái quản lý nguồn thế hệ mới thông minh mang thương hiệu là WeWood, mã là SR232S, gồm 9 ổ cắm, 8 ổ cắm được quản lý bởi quản lý nguồn và 1 ổ cắm phía trước link trực tiếp và hỗ trợ thêm một cái automat. Đặc biệt là cái automat này nó sẽ bảo vệ chúng ta thiết bị rất là tốt khi mà có nguồn điện vượt ngưỡng hoặc là chập cháy ở đâu đó thì nó sẽ tự ngắt đó, nó tăng thêm một cái bảo vệ một lần nữa. Đây, đa số trên thị trường thì có những cái dòng cơ thì thôi giá rất là rẻ nhưng bảo vệ nó chưa hiệu quả lắm, tắt thì tắt bằng tay còn automat thì không có. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Sau cùng em chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.